Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Mình là Quốc Tuấn. Đây là Faray 5. Ơi, trời, siết game vẫn là siết game thôi. Thì bây giờ hôm nay không làm nhiệm vụ chính mày. Làm đi, lỡ nhận làm cái đi. Vậy mình làm nhiệm vụ chính trên đây. Có Hôm phần nay tàu đây đi. nhiệm vụ có bé nhỏ đại nhân thì xong rồi. Giờ lại kế bên đây đi, chỗ này đi. Lại đây làm nhiệm vụ chính ngay chỗ này. Trên đường đi mình Nhà gặp sẵn mình càn quét luôn, nó cái như nhà là của có cái già bồn gì đó. đó, đó có cái bồn bồn đỏ ngay đó là chuẩn bị là hốt cái bồn Ủa, nè. tao thấy sau lưng mà Gì mày, tao thấy sau lưng sao gì mày chạy trước? chứ gì vậy, mày đâu rồi? Tao thấy nhiệm vụ chính sau lưng mà mày đánh dấu sau lưng mà. Ủa 450 mấy mét. ủa kỳ vậy, Chạy đâu đường đó à? lộn rồi, tao tưởng đâu. Tao quay lại tao thấy sao mà chạy càng ngày số mét càng tăng chứ không phải là càng giảm. Đôi lúc cũng có những cái tình huống ngáo ngừ. Để vô đây lấy chiếc xe ra chạy cho nhanh. Đi đi, tao chạy Ôi, bộ cũng được mà, lo gì. ta lại lấy da gấu luôn mày. Đi Ủa thôi sao đi lấy da thôi. gấu này không được? Mà đến đó cũng Ôi chả xe có hư cái gì gì đưa để đây? chơi nên mà. Sửa xe nữa chứ, đưa xe đây để chạy. Ôi không rồi, đừng nói xa nhau cho tâm hồn đỡ khu khổ. Không thể nào mà xa nó được anh em à. Bởi vậy vậy chứ mê mình á, mê cái con nhân vật của mình chứ, làm bộ nó mê Miner thăm quần nữa chứ. Đừng có nhắc Mê nhân Miner vật thăm mình quần nữa. nhìn Có Miner thăm quần nhân đó vật mình chưa? nhìn mốc quá mà. Múp, múp khỉ móc xì nè. Rồi tiếng game lớn quá mày ơi. Để hạ lại cái. Đi đi, ta sẽ bắt đầu công thành đại chiến đến đó. Gì đây, với gà tây hay gà gô hả mày? Ủa đi há, thằng ư. Ghê bay. Gà mà giống Xe con bốc khói luôn lâu. rồi. Con gà Đáng này lẽ là mình nó, phải sửa xe trước khi lấy. con gà này nó mạnh hơn gà tây của mình luôn đó anh em. Gì đây, nào đây, rắn bướu đâu đây? Mạnh bằng gà trong ARK không? Thôi thôi, gà rồi ca khỏi nói. Đế vương rồi. Súng ống chưa chắc gì đây giết được nổi nó nữa. Ôi, cỡ này mình lấy Akakunda là ngon rồi anh em. Thôi tốn đạn quá. Mình thấy phí phạm nguồn tài nguyên và nguồn nhân lực quá. Nên bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của mình ở đâu rồi ta? Đi tới rồi nè. Nhiệm vụ chính mày đến rồi ha. Tao bị máy bay truy sát bắn bỏ nách đây nè. Mày bị máy bay chịu đi, tao không có súng nào bắn máy bay hết á. Tao mà lấy được Akakunda là coi như là tàn đời với tao đó, ở đó mà tỉa tỉa bắn Rồi cái vô kiểu nhận nhiệm đó. vụ trong chỗ này. Ê, Mà thằng làm cha cảnh đi, sát kìa. mày hãy đợi đấy. Hầu như là mấy này toàn ở dưới khu này không. Đồ còn quay lạng lự nữa chứ. Vô không nói gì hết cái cho nhiệm vụ rồi. Là đây mở cái tủ lấy tiền coi. Lạng lại kiếm tao nè. Thiệt chứ. Nè, hãy đợi đấy. Akakunda tới đâu rồi? Anh đi làm vụ nè. Từ mày. Nhìn vô này ngang 3 mét. Đánh lên. Nó đâu? Thơ mày bắn nè, bắn nè. Mày nhắm ăn nổi Lên Akakunda xe của đi, lên ông xe nội, đi. ông nội đây không hả? Mày bắn hả? Ở đây. Một cây cun là coi như đỉnh càn khôn, đỉnh giang sơn nè. Lên Ứa mày nào xe. mà bắn lắm. Bắn nè. Lẹ đi mày ơi. Bỏ đi. Ức chế chứ gì. Kệ nó. Giờ có súng máy đâu bắn. Tao Kakunda tao bắn cũng rớt nữa. Tao ơi nó lạng đâu rồi. Cũng ráng kiếm. Ê thả bom. Lạng ra rồi á. Đã tao nói Lạng ra rồi rồi mà còn mà, vậy bắn á. chết nó đi. Nó lạng ra rồi mà còn vậy. Tao thấy rồi. Cỡ tao hạ nó là đâu có chuyện này. Tao cho thêm chừng chục 20 viên nữa nó lên đường nữa à, hơi lâu một tí thôi. Mày thấy mấy bài rắn bướu chưa, mày tha mạng cho nó chưa? Chuyện không quan trọng. Cuộc đời hẩm hiu và bất hạnh, cái lũ đó được lắm. Tại ô Giờ xuất tự hiện nhiên trong cái đây xuất lại hiện nữa. tại nhà thờ có ngay kép sắt sẵn sàng cho mình lóc phích. Thì đó, có cái kép sắt nữa tao kêu mày lấy. Vô cái lo bắn máy bay.
Rồi, lụm được rồi chứ. Đâu nó đâu rồi. Đi mà cũng ráng kiếm chuyện tao cho bằng được nó. Phải hạ nó chứ. Rồi, nhiệm vụ nằm đây quá thôi, mà. Dịch chuyển cho nhanh luôn. Teleport à? Sao lại con chó này Miner không quần đâu? Miner cái gì? Miner không biết cùi bắp cần chết cái Miner. Cùi cái gì? Thiện xạ trong tầm bắn, thấy nó bắn ỉa đáy cứ xu hết không? Hay nó không giúp ích được gì nhiều. Sao không giúp ích được? Người ta thiện xạ trong chó tầm bắn mà không trợ. Giúp ích. Con chó đó thì nó được cái ưu điểm của nó là có thể là phát hiện được đối phương. Nhưng mà Miner thăm quần đó, nó có thể thiện xạ trong tầm bắn, là lỡ mấy cái con mà mày không thấy nó bắn ỉa rồi sao? Thôi nói nhiều quá, để bắt lấy ra cho nó luôn đi, chán quá thì chó này nào ăn được gì? Quần, thăm quần. Nó Bulmer. Tên rồi, tới cái đồng đại nè. Đâu đi đâu à? Đi đâu hướng này vậy? Đi lại nông trại. Ồ là đẳng có nhiều cái vui để chơi lắm nha. Có thể có đại chiến với gà tây nữa. Cái này là gì đây? Nhiệm vụ này làm gì đây? 3 trên 3 rồi. Còn một cái 0 trên 3 nữa. Chả biết cái đó là cái gì hết. Mình tầm thấy cái lá đỏ. Ủa? Trong cái game này trái cây ít quá, lá ít quá. Chỗ này chỗ nào đây? Có con rắn bứa nào à, đây à, thấy thằng lửa rồi. Bẻ cổ nó đi. Ây. Mày đuôi hả mày đuôi? Đuôi cũng thấy mờ mờ chứ. Nào ghê tao bắn thằng bắn này hụt trúng kia, hụt. Rồi cứu người rồi. À cứu cứu ba mạng người. Rồi đơn giản vậy à. Rồi cứu được thằng rồi xong nữa hả? Mày đó giờ giữ cho mấy này sống sót nè. Rồi xong rồi. Mày không để tao bay cửa sổ vô trời vẫn dướng. Dướng cái này tao làm tha bay vô được vậy? Như chỗ này là xong rồi hết á. Mày kiếm tao hả? Akakunda tuy vậy đế dương lắm nha. Thằng út. Gì đây? Vừa mày... lại cái trắng màn hình rồi. Vô đây. Tao bắn màu xanh cỏ hết. Cứu nè. Để cho cứu đi tội nghiệp. À, thấy chưa? Nhờ Miner thăm quần thấy chưa? Chứ quen bắn té đáy rồi. Miner mày làm được gì dữ vậy? Ừ nó quay lại nó làm cái mặt cái thằng kia nằm đóng. Ừ, tao phỏng đoán vậy thôi chứ tao đâu có thấy đâu. Rồi xong đó hả? Sao? Có tiền quá đơn giản. Hốt lúa, lụm lụ, lấy nho, gom chài. Khúc dưới đây nhiệm vụ đề dễ quá. Khu vực của Miner thăm quần mà mày. Ồ oh. Địa bàn Miner thăm quần. Trời ơi, coi quay lại nhìn tao. Và cái ánh mắt đáng ghét. Tiếp tục đi. Ủa? Tao dùng cái gì ở đây vậy ta? Sao không có gì hết hả? Đáng lẽ phải có một con gì chứ. Ủa tao dùng cái gì ta? Cái đó là kỹ năng này giờ chả biết đó là kỹ năng gì nên cứ học đại cái đó là cái gì anh em à. Rồi nó học kỹ năng mình cũng đây 12 điểm nè. Đó cho bơm mình chứa nhiều hơn để mình phan ha. Ba lô gì nè, không mình không học mấy kỹ năng này, mình học mấy kỹ năng nào đó đế dương số dách mình mới học. Xuống đây, 400 mấy mét có một cái nhiệm vụ chính nữa. Gì đây, kỹ năng gì cái thằng này nè, là gõ mình mà mình có thể là mình cái tỷ lệ mất máu của mình ít viên gấu ha. Thử rồi. Ê. Rồi, quen thuộc rồi. Ê. Cái gì đó đang rất là quen thuộc. Ê. Có gì vậy? À không lẽ bị rồi. Vậy mình chỉ cần chạy xe là mình thoát được. Chạy gì rồi. Mà chạy. Tao nói không có chạy đường mô tru, đường đất nào được hết á. Nó vào một cái không gian vô định rồi. Rồi ở tù nữa rồi. Welcome. Xin chào. Tao thấy giống chào mừng hơn là xin chào. Ừ, thì chào mừng. Thì đó đúng chào mừng mà. Chào. Chào mừng bạn đã đến một cái nơi nào đó. Nắm cái giò tao banh ra mày thấy không?
Không biết nó tách kiếm gì nữa. Kiếm ông nội nó trỏng hay kiếm gì. Rồi ở tù rồi. Ai à, đây nào đây. Có đang thấy một cái nhỏ phía trước đang bị hành hình và tra tấn vô cùng dã man. Tra tấn Mỹ kìa. Đó, Mỹ gió kìa, tới rồi, tới rồi. Dạ xuất hiện rồi. Đem đồ ngày tới xuất hiện. Thôi con nhỏ đó xong rồi, con nhỏ đó tao thấy xấu số rồi. Coi có máy rung không, Đủ. Đó, lấy rồi từ từ. Không. Lấy từ từ ra. Từ từ em nào cũng có phần. Đang ngẫm nghĩ giờ xài gì. Ông Mỹ này cái máy trên chơi cái máy đục ông không à. Đang ngẫm nghĩ giờ xài gì nên bây giờ hỏi ý kiến mình giờ tao nên xài gì mày. Hỏi giờ sử dụng máy đục bê tông hay máy khoan. Đó thấy không, nó hỏi xong quay lại lấy liền. Nó tao hỏi ý kiến mà. Ồ lấy cái đồ bấm. Không. Nhật ký. Cung. Đồ bấm á, kim bấm. Ê. Cái đó sẽ bổ thốn nha. Không ai nuốt nổi cái đó đâu. Cái đó bấm giống như là đi tụi nó chơi đi bấm bấm khuyên rồi đó. Well. Mày chơi cái gì thế? Ở xăm mình nè. Ừ rồi đâu vô cái hán đó rồi. Rồi đang nghiên cứu nè, lấy đồ xăm nè. Rồi kiếm rắn hổ mang như kiếm sò lông chém chép như đó mà. Rồi đu. rồi xăm lờ. Xăm gì? Xăm hiện lờ, tại lờ. Là giờ là có một cái thân hình thôi. Có một thân hình của bướm mà bây giờ xăm hai cánh bướm lên nữa chắc đủ. Bỏ rồi. Ơ tách anh banh ra kìa mày, tách ra kìa. Bà mẹ đó. Có tách ra mày thấy chưa? Rộng mở rồi. Thì chứ tại sao mình không thấy cảnh này được. Rộng mở cho đoàn binh đầu trọc tâm thẳng vào hang rồi. Rồi vậy lấy nguyên cái cây hình vuông nhét vô. Thì đó, thì nó cho là đoàn binh đầu trọc đâm thẳng vào hang, sau đó là bắn khí độc rồi rút lui. Đây nhận vô. Kinh thế. Còn một lần thôi bạn nữa hả? Ghê vậy, để coi già này nói gì ta. Tao phiên dịch vào lòng tiếng chưa? Ở mấy cái từ vựng này mấy từ lạ quá. Có một cái gì cắt thích gì á, tôi thích cắt bỏ một cái gì đó. Mà vốn từ vựng tao ít ỏi quá nên tao không dịch trọn vẹn một câu đó đó. Ê bậy rồi. Cái cây đó nhỏ lắm. Quay cái cán lại mày. Cái cán thì được, cán có khía mày. Tao quay cái cán mà. Ê, nó cán đâu cán. Thấy chưa? Nó kêu nó không cho không ai một cái gì đó gì đó. Giờ Z chứ có con đường nào để lựa chọn. Yes. You're not gonna regret this. Bạn lựa chọn rất đúng đắn. Ủa mày lựa chọn Z hả? Ừ. Sao mày không nô có làm gì? Làm gì có nô, chỉ có một đường lựa chọn. Không, mấy cái game này thường mấy cuối nó sẽ cho mày đến 2-3 đường rồi đó mày chọn á. Mấy dòng Farai mày chơi riết mày cũng biết mà. Nó nói là nó không cho ai không bất cứ thứ gì. Ừ thì đó. Thì thằng Vinh nó chơi Farai 3 đó anh em là một cốt truyện. Cốt truyện Farai 3 đó là một là chọn bạn, hai là chọn nhỏ con gái. Mình nhớ những nó chọn nhỏ con gái thì phải. Chứ sao mày? Chọn nhỏ con gái dạng mà bưởi năm trôi á. Vừa tươi đồ, vừa đâu nấu à, đồ, cuối ngon game quá. Đó, ta chọn từ bạn ta giết vô đó mà. Ok vậy? Ta tưởng ta chọn vừa tươi bưởi năm trôi chứ. Nhỏ đó, đi nè. Tao sẽ khởi nghĩa. Lăn lộn ra coi. Tao không bò lấy mày được, bò được mày đặt. Đưa gì tới một nơi xa tuốt trên đây luôn. Sao không bò mày, tao không bò không được vậy. Đâu mày bò coi. Gì? Nè. Bò đâu? Nó tao quay qua di chuyển rồi đó. Đồ tao bò chứ mày bò. Nó nè, giờ tao xuống cầu thang nè nó. Giỡn được. Trời ơi.
mở trói mà phải chơi một cái màn mà đau đớn thể xác vậy luôn á hả? Rồi mở trói ra rồi. Mở được chứ. Để ông thoát ra là thằng đó là có hai chữ tàn đầu viết lên. Trên kia có gì lên lụm chứ. Lên lụm chứ ngu dại gì. Anh có gì không? Nãy thấy có cái thứ gì đây mà, à gì đây? Có cái ống cày không chứ, ống tiếp không chứ, có gì đâu. Mày mày không có vũ khí, có nói là đế dương rồi mày. Trời ơi, camera ghi hình luôn nè. Cận cảnh ông Mỹ. Quay lại cảnh tra tấn nè, ê. Vì có mấy cái xác treo ở đây nè. Chỗ này ngon. Tao giờ cũng biết mấy là đó đi, được muốn nện đi ra nền. Bằng cái đường nào nữa. À cái đường này hồi nãy tao lướt qua đúng rồi nè. Tao chui và chui ống cống mà tao nhìn qua kia tao chả thấy cái tao bị kẹt gì mà. Hết đó. Từ từ chơi với mày. Có súng có xiết gì không? Bẻ cổ hết. Đó tao lụm được cái ống tiếp rồi nè. Ừ. Thông nó. Ừ. Lụm được cái cun nè. Tao vẫn chưa có cái đách họ hay là cái cụ họ gì hết. Nện nó. Ừ. Assassin phải, phải đi lon lon. Đuôi hả? Đuôi cũng hơi Assassin mờ đáng lẽ giết phải mượt lắm chứ mày. Ê, cái ống này tao tưởng là súng bóng lựu. Mày muốn mượt rồi ok, tao sẽ cho một cái màn vô cùng mượt mà. Gì đây? À mở này ra hả? Ừ mở ra. Nhận ra. Chuyện này để thanh niên trai tráng làm, hồi nãy tránh ra, chỉ bước đáng qua đây thôi. Để đợi tao làm. Quay quay. Ê ê nó đang nhìn qua, đang nhìn qua. Tao chuông cống rồi. Rồi là giết nè, hai thằng lòn hai bên bẻ. Nè ra ra ra. Lao tới. Phối hợp vậy thôi chứ. Vậy chứ, rồi tiếp tục. Ủa nó có cái AK mà mày, tao nhớ này có AK mà. Tao thấy gì đâu. Tao mới thấy nó cầm AK. Cái súng cool mày ơi, có cây súng cool. Nãy tao thấy nó giác cầm cái ống đó, tao tưởng nó cầm AK chứ. Trong đây đường nó thằng kia ngồi ghế coi phim truyện đồ ngon ha. Tao phích lóc tao mở tao lấy đồ trong đây từ từ mày. Tao có mày đập gì đùng đùng ngoài vậy? Giọng đầu nó vô rồi thấy rồi mày. À tao nói mà. Rồi, ê, xỉu tao luôn, bắn trước bắn sau. Đông quá. Mày đuôi hả? Đây 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 đây. Té chịu hả họng nữa luôn. Làm gì vậy? Cầm con sẻn gì ghê hả? Ô này mang cái mặt nạ, ủa tưởng đâu sát nhân trùm bao chứ. Nhỏ này đầu trọc mà con đù thờ luôn ghê ha. Gì vậy? Xem bộ là độ nổi tiếng cao nha. Gì vậy anh à? À quỷ boss lên cầu thang. Tôi chả có cùng thời cụ nữa. Họ gì trển hết không có gì được đâu. Không lên lục đồ chứ. Bên đây nè mày. Tử trận xả thân đi xa trường rồi. Thôi nằm đó trăng rối đi ha. Ai vậy? Ai vậy? Cứu. Ô lại cứu. Cứu. Lại chích cho mày. Nhảy lộn ngược cách ca đơ luôn chứ. Rồi đó. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đang, sau đang đó? Đang tra tấn, đang tra tấn. Ồ. Đang tra tấn mà mày lại bị phát hiện rồi. Nó đang hành hình đi mà. Coi mặt, coi mặt máy giặt không? Trời. Có giặt được, có giặt nó luôn rồi. Có súng này móc ra bắn mẹ nó cho rồi. Bởi vậy, không biết là nó lụm hai cái súng làm gì nữa. Cũng tiện mà. Chắc là tới khúc này là hết đạn rồi, bắn không được mày ơi. Như là phim vậy. Ừ. Bây giờ game mày lụm vài trăm viên đạn đi chăng nữa mà đến cái khúc đó mà cần bắn á sẽ không có viên đạn nào trọng.
Chỉ là game thôi mà. Ơi. Nhỏ đó không biết bao giờ được cứu, có anh cha da đen kia. Đường nào mình cũng phải cứu nhỏ đó thôi. Giết được thằng này là cứu được à. Ăn chạy sao bị bắt thiệt tình. Làm ăn sống nhăn bất nhân nè. Chạy kìa, chạy đi. Bắn nó mới được tăng thêm giờ á. Ê, có thằng nào có AK không? Cổng lên. AK Kunda là được. Cần gì AK? Cái lầu này cao dữ người ta. Hay hết đạn luôn đi chứ. Nó có súng á, lụm đi. Wow, wow. Ồ, trâu dữ vậy, trâu dữ vậy. Ôi, ta lọt vô trong tử địa của tụi nó rồi. Vô trong cái trận địa tụi nó. Hay lắm. Đâu mà đứng. Ờ, cứu ơi. Mày ngon quá ha. Cứu. Cứu xong cái đang đập trong đầu. Hay. Ủa, cái gì vậy? Máy bay. Mấy cầm sẻn này trâu ghê luôn á. Thằng út rống assassin rồi, đến đâu mà luồn lách sau lưng anh em. Còn mày á, mày cố gắng trụ đi. Mấy cầm sẻn trâu lắm nha. Biết rồi, nó cái thằng mà trên đầu nó có cái dấu hiệu tẩy não là trâu lắm. Thôi chạy chạy, bỏ máy bay không bắn được đâu. Chạy bộ ra ngoài đây đi. Chạy đi. Trăm mấy mét là thoát được rồi. Assassin kiểu này chết rồi. Assassin sao chơi được máy bay mày với súng? Sao chơi cũng được. Có chỗ tao ba khâu lên là nó tràn đầu với tao. Mà tao không có thôi. Lên đây là coi như là còn đúng có một AK Kunda luôn á. Cái AK Kunda này trung thành với mình ghê luôn ta. Nhưng mà có điều là không có nòng nhắm, không có gì hết. Tao mở khóa kia tao lấy mà. Rồi ok rồi đó. Cái gì holy shit. Ta thoát được thôi đi làm ăn. Mướn mấy thằng yếu nghề vô làm chi. Giờ holy shit làm gì. Chơi mấy tẩy não sao chơi lại người ta được. Nó nói chứ thâm quần giờ mới đúng, ra mày thấy chưa. Đúng từ nãy giờ tàn đời rồi. Con nhỏ này từ nãy ở đâu. Bởi vậy con quỷ. Bây giờ mới vác cái mặt ra đây. Giờ ôm bụng giải dầu ở đây nữa chứ, ôm vú nữa chứ. Ai cứu? Trời ơi, ôm vú nữa kìa. Đau đớn cái đó kìa, thấy chưa? Thôi. Làm gì á? Ủa, Miner mày sao không cứu? Ê, kè lửa vô đít nó nữa mày. Đáng lẽ là không cứu đâu anh em, mà tại Vinh nó nói Miner, tại Vinh nó để mặt Vinh cứu nó đó. Diễn sâu. Rồi đi nè. Rồi, thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin chào.